Hello, xin chào tất cả quý vị các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho quý vị cách để mình thu âm bằng mic thông thường cắm trực tiếp vô cái máy tính của chúng ta hoặc là laptop của chúng ta mà không cần qua sâu cạc hay gì hết. Thì các bạn chỉ cần cho mình những cái mic giống như vậy thế này. Đó, hiện tại là mình đang sử dụng cái mic nhỏ xíu vậy thôi. Đó, có jack cắm nhỏ giống 3 ly, giống như là 3mm, kiểu như là cái jack cắm trái phone điện thoại của chúng ta các bạn. Đó, thì cắm vô cái đầu của máy tính á, là hay là laptop để thu âm thôi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mình set up đường dẫn âm thanh để mình thu được như vậy ha, không cần phải sâu cạc gì hết. Chúng ta chỉ cần một cái sâu cạc ảo là sâu cạc ảo là ASIO này, ASIO4ALL này ha. Đó. Và một cái nữa, một cái sâu cạc ảo nữa là đây, ACO Linpro ha, ACO Linpro ha. Các bạn lên bản thao cho mình cái ACO Linpro và cái ACO4ALL này ha. ACO4ALL đâu rồi? Đây, ACO4ALL và ACO Linpro ha. Ok. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành set up âm thanh. Bây giờ thì các bạn vào chuột cái biểu tượng speaker cái loa ở bên góc phải, các bạn bấm chuột phải cho mình. Rồi chọn sound ha. Ok, ở trong phần sound mình ở mục đầu tiên playback, các bạn chọn cho mình cái dòng đầu tiên có chữ ACO VAD Pro Driver ha. Các bạn tích cái này, còn lại tất cả các bạn tắt hết cho mình ha. Các bạn cứ nhìn cho kỹ cái đầu tiên nha. Cái đầu tiên có chữ ACO này ha, còn lại tắt hết. Tiếp theo recording, các bạn cũng chọn cho mình cái mix 01 luôn, cũng có chữ ACO VAD Pro này, driver đây ha. Ok, các bạn tích cái này, còn lại tất cả bạn ấy hết cho mình luôn ha, tắt hết đèn hết. Ok chưa? Rồi đóng cái này đi. Rồi bây giờ mình vào phần mềm Cubase ha, và vào driver diver. Ok, vào device setup. Rồi phần VST auto system, các bạn chọn cho mình là ACO V2. Khi bạn bấm vào chọn thì nó sẽ hiện sách switch này, bộ switch. Ok chưa? Đến phần ACO, cái này quan trọng này ha, ACO ALL V2, các bạn chọn cho mình, bấm vào đây, các bạn chọn cho mình Ctrl P, nó sẽ hiện lên một cái bảng ngồi với góc trái này. Rồi bạn tích lên cái chỗ register audio ha, và ba cái này các bạn bấm sáng lên hết cho mình ha. Khi mà các bạn bấm lên á, thì có thể nó sẽ không hiện cái dấu của tam giác này. Nếu mà nó chưa hiện cái tam giác này thì các bạn ký nó ha. Nếu mà các bạn còn nó không hiện dấu tam giác này thì một lát mình lưu lại, xong là các bạn phải tắt phần mềm, các bạn mở lên lại thì mới xài được. Còn nếu mà nó hiện tam giác này luôn rồi thì có nghĩa là mình xài luôn được ha, không cần phải tắt phần mềm xài lại nữa. Ok chưa? Rồi bây giờ là các bạn tích hết cái này, còn tất cả các cái khác các bạn tắt hết cho mình ha, không mở lên ha. Đấy chưa nào? Rồi ok, bấm tắt cái này đi. Rồi để tắt luôn ha. Rồi, bây giờ tiếp theo các bạn bấm vào, các bạn bấm F4 trên bàn phím cho mình, hoặc là các bạn vào device, các bạn chọn VST connection hay là phím tắt F4 đó, bấm chưa? Ok, ở đây phần input các bạn chọn cho các bạn mình xóa này đi, xóa này làm mới luôn ha, xóa hết đi, mình làm một cái mới cho nó dễ. Ok, input các bạn bấm chuột phải hoặc bấm vào đây output đây ha, bấm chuột phải đi, rồi output stream. Rồi ok, ở đây các bạn chọn cho mình ACO ALL 4ALL. Rồi ở đây các bạn chọn cho mình cái này là không đúng nha, chọn cho mình này có chữ mic input 1 ha. Ở đây các bạn chọn cho mình cái này là không đúng nha, chọn cho mình này có chữ mic input 1 ha. Đó. Rồi ở đây các bạn chọn mic input 2. Ok chưa? Rồi đến output, cái này mình xóa đi, mình làm lại cho nó dễ hiểu. Rồi các bạn xóa hết luôn nha. Rồi các bạn làm một cái mới output stereo. Ok, hoặc là các bạn bấm chuột phải rồi output tiếp theo cũng được ha. Rồi ở đây các bạn chọn cho mình ACO4ALL. Rồi còn hai đường dẫn thì các bạn chọn ở đây nó có sẵn hai đường dẫn rồi, rồi mình chỉ cần chọn hai đường dẫn thôi, HD Audio Output 1 và HD Audio Output 2. Ok chưa? Rồi xong, tắt. Xong chưa ha. Ở đây thì mình đã có những cái tách đấy là mình xóa hết luôn ha. Các bạn tạo tách mới luôn đi, mình xóa hết đi, remote ha. Ok chưa? Remote luôn, remote hết. Kiểu như là một cái track mới, các bạn tạo một cái project mới luôn. Đó. Rồi mình remote hết luôn, các bạn tạo ha. Ok, bây giờ tạo track trước đi. Rồi. Đến tiếp theo tạo một track mono. Đó. Thì track style mình đặt cho là nhạc. Còn track audio 2 mình đặt cho nó là track mono, này mình sẽ đặt cho nó là vocal. Ok chưa? Rồi. Track vocal các bạn để ý phần input output cho mình. Input chọn stereo in, chọn led ha. Output thì chọn stereo out được rồi. Phần nhạc thì input chọn stereo in, output chọn stereo out. Ok chưa? Rồi. Bây giờ mình thử mic coi. Ok. Mic mình đã có rồi đó các bạn. Hello, 1 2, các bạn thấy chưa? Đó, có mic rồi đó. Đó, rất là đơn giản đúng không? Các bạn sẽ dễ là rồi thu âm thử này. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alo. Rồi, ok chưa? Đó, nghe lại thử này. Đó, ok rồi ha. Rồi bây giờ các bạn thử đưa nhạc cho xem nó có nhận nhạc của mình chưa này. Mình lấy bài nhạc của mình để cho nó không bị bản quyền đấy các bạn. Bạn thông cảm cho mình. Đó. Rồi, có nhạc rồi nhé các bạn ha. Ok. Vậy là xong. Rồi, nếu các bạn thấy bổ ích và hay thì các bạn nhớ là đăng ký và chia sẻ giùm mình nha. Và bây giờ thì video của mình cũng đến đây là hết rồi. Chúc các bạn nào nãy xem về video của mình thì sẽ được biết làm và làm thành công ha. Ok, xin chào tạm biệt các bạn nhé.